Bạn chuẩn bị đi chợ đấy à? Ừ, tôi đi chợ đây. Nhớ mua cho tôi một ít lá kim tiền thảo nhé. Ông mua kim tiền thảo để làm gì? À, tôi đun lấy nước uống cho lợi tiểu và phòng tránh cái bệnh sỏi thận. Thôi được rồi, lát nữa tôi ra chợ rồi đi tìm mua cho ông. Thế ông có biết là để phòng tránh bệnh sỏi thận ấy thì ngoài cái chế độ ăn uống ra rồi ấy thì còn phải tập thể dục nữa không? Thế à, luyện tập cũng phòng tránh được cái bệnh sỏi thận cả. Ừ, chứ còn gì nữa à? Thế bà nói xem nào. A là phải tập chạy marathon. B là không cần tập quá nặng mà chỉ tập các bài thể dục nhẹ nhàng thôi. Và C là nhảy dây 100 cái một ngày. Giới trẻ bảo cái gì không biết thì tra Google. Để tôi tra Google, tôi nói đáp án cho bà biết chứ. Ừ, ông ca đi. Rồi tôi đi chợ đây. Anh trả đáp án B ạ. Không cần tập quá nặng, chỉ cần tập các bài thể dục nhẹ nhàng là được. Chị trả đáp án B ạ. Vâng ạ. Vâng, B là đáp án chính xác. Vâng, xin mời anh được quà đi ạ. Bởi vì sao? Theo tiến sĩ ở Đại học Y khoa Washington, việc tập thể dục nhẹ nhàng, các bài thể dục nhỏ làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Vâng, không cần các bài tập mạnh. Đúng không ạ? Nào, xin mời chị.